Đây là đua xe đạp về Điện Biên Phủ. Đoàn đua đã chuẩn bị về đến thành phố Điện Biên Phủ. Rất đông đoàn xe dẫn đường, xe cảnh sát giao thông, xe mô tô phân phối lớn. Rất đông bà con hai bên đường. Để ra đón đoàn đua. Một lượng rất là hùng hậu luôn. Đây, hai tay đua đầu tiên. Đó vàng. Hiện tại mình thấy hai tay đua dẫn đầu đã đến. Thấy nhất nhì đâu, thấy ba. Không thấy khuyến khích à? Chả thấy đâu nữa. Hai vận động viên dẫn đầu. Dẫn quá xa. Ôi dồi kìa, đưa con qua đường kìa. Đi đón đoàn tiếp theo. Đi đón đội đằng sau. Đưa đoàn này về thôi. Trời nắng thế này, trời rất là mà chả bỏ. Hai tay đua dẫn đầu trong bị đói, đạp nhanh về nghỉ trước. Hai ông hang Tây nhỉ? Không, Việt Nam hết sao? Đó, gốc gì Tây. Đây là đội phân khối lớn đi đón đoàn tiếp theo. Mấy khi được dịp dân đứng hết để nhìn các bác chạy xe. Rất 450 500 mét này. Người 500 km. Đua chút ở dưới kia đây nhỉ. Sợ. Đua thâu đêm ở đâu? Đâu, nó hôm qua nó đến rừng Sơn La, sáng nay nó mới đạp chứ. Sáng đạp tiếp đúng không? Nó chia chặng anh. Hà Nội, Sơn La. Sơn La Điện Biên thì thế mới kịp chứ. Quá đẹp, mệt phết đấy. Đèo mệt mà. Ủa, để thưởng 500 triệu cơ mà. Bỏ xa đội đằng sau thế. Có hai ông. Chắc hai người đua. Ủa, thế là hai người dẫn đầu đạp về trước phải 3 phút. Mấy cái ô tô này dẹp gọn vào. Những tay đua tiếp theo đã chuẩn bị xuất hiện. Việt Nam rồi thế.
dừng và ép sát vào chứ. Đây, tụi tay đua cuối cùng về đích. Số 3. Đông lắm chứ, làm gì có top ít ít này. Còn rất nhiều top. Vẫn còn chứ. Bao giờ ấy thông báo. Chắc là vẫn còn một top sau chứ, làm gì có mấy người đua nhau này. Còn nhưng mà chắc cũng phải đợi rồi. Vì là đầu thì tối là chúng ta sẽ phải đợi tiếp tục đua tiếp theo.